Ninja Form là chiếc Buckle xuất hiện trong trận chiến với tên Trùm Quân Mã. Hắn ta là một trong những kẻ thù khó nhằn nhất ở đoạn đầu của phim. Cơ thể khổng lồ hấp thụ người dân cũng như một trò chơi không có lời giải. Hắn ta thực sự là mối đe dọa với tất cả những rider tham gia cuộc chơi. Kiss đã nhận ra một secret mission. Thay vì bảo vệ người dân, anh ta sẽ bảo vệ những người chơi khác và nhận được sức mạnh của vị anh hùng Nhật Bản. Ninja Buckle, thứ sức mạnh đáng lý ra sẽ thuộc về Tycoon. Vẫn như mỗi khi, anh tỏ ra mình là một người lợi dụng những người khác để có được sức mạnh, nhưng sâu bên trong anh chỉ muốn mọi thứ tốt đẹp hơn mà thôi. Nói gì thì nói, trận chiến vẫn đang diễn ra và tên Trùm vẫn còn ở đó. Chiếc Buckle xoay vòng như một chiếc shuriken tạo ra hình dạng của Ninja Form, tông màu xanh lá, viền một chút màu đỏ và những cơ chế bánh răng ở bên trong của anh. Phần giáp, cơ khí cũng như phần áo ninja đặc trưng, cùng với vũ khí là một thanh gươm bán nguyệt có khả năng tách đôi ra để tạo thành hai chiếc kunai Ninja Dueler. Khả năng của Kiss ở hình dạng này cũng như bao hình dạng khác của anh vượt trội hoàn toàn so với Tycoon. Kiss có khả năng sử dụng nhẫn thuật như phân thân chi thuật, tạo ra hàng loạt phân thân di chuyển trên không trung bằng khả năng khinh công của mình, nhào lộn tấn công cũng như ra những nhát chém cực kỳ điệu nghệ như một ninja đã được rèn luyện từ rất lâu. Thậm chí anh còn khả năng kích hoạt vũ khí từ một thanh gươm trở thành một chiếc shuriken khổng lồ, phối hợp cùng với phân thân chi thuật cũng như bồi đắp nguyên tố vào nó, tạo nên hàng loạt chiếc phi tiêu khổng lồ dán vào tên Trùm Yamato, khiến hắn cũng phải ít nhiều chao đảo trước một đòn khủng khiếp như vậy. Khả năng di chuyển như một ninja cũng được anh kích hoạt, cũng như khả năng định vị được vị trí của mục tiêu dựa trên sức mạnh của Ninja Buckle cũng được Kiss thể hiện trong bộ phim. Ngoài đòn finish dựa trên phân thân và chiếc shuriken khổng lồ, anh còn có một đòn khác mang tên Tactical Slash. Kiss sẽ tạo ra một cơn gió từ chiếc Ninja Dueler hất tung kẻ thù và giáng một nhát chém cực mạnh với sức mạnh của ninja và người kẻ thù.